Iran cân nhắc mua tiêm kích Su-35 Nga, không quân Iran cho biết đang xem xét mua tiêm kích Su-35 của Nga, trong bối cảnh phương Tây cho rằng Moscow đã nhận UAV từ Tehran để sử dụng ở Ukraine. Chúng tôi đang xem xét mua tiêm kích Su-35 từ Nga, tư lệnh không quân Iran Hamid Vahedi nói với hãng tin Bona hôm 4 tháng 9. Nga và Iran nhiều năm qua đã đàm phán về thương vụ tiêm kích Su-30, động thái bị Mỹ chỉ trích gay gắt. Tuy nhiên, ông Vahedi nói rằng việc mua Su-30 không có trong chương trình nghị sự, chúng tôi hy vọng sẽ có được tiêm kích thế hệ 4 Su-35 trong tương lai. Ông nhấn mạnh Nga hiện chưa bình luận về thông tin này. Phát biểu của ông Vahedi được đưa ra sau khi quân đội Mỹ tuần trước nói rằng Nga đã bắt đầu nhận lô máy bay chiến đấu không người lái UAV từ Iran để sử dụng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Moscow bác thông tin này, song thừa nhận quan hệ Moscow-Tehran đang phát triển năng động và sẽ duy trì trong tương lai. Cả Nga và Iran đều là mục tiêu các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Tehran và các cường quốc thế giới và Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2. Hai nước đáp trả lệnh trừng phạt bằng cách thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng để thúc đẩy nền kinh tế của họ. Năm 2007, hai nước ký hợp đồng mua hệ thống chống tên lửa S-300 của Nga, nhưng Moscow đình chỉ thương vụ vào năm 2010 theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chống lại chương trình hạt nhân của Iran. Thỏa thuận này một lần nữa được thảo luận năm 2015, ngay trước khi Iran ký thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc. Bộ Quốc phòng Iran xác nhận vào tháng 5 năm 2016 rằng nước này đã sở hữu hệ thống S-300 chiến lược. Nga hôm 9 tháng 8 phóng lên quỹ đạo một vệ tinh của Iran. Truyền thông Mỹ cảnh báo Moscow có thể sử dụng nó để tăng cường giám sát các mục tiêu quân sự ở Ukraine, song Tehran bác bỏ. Su-35 là tiêm kích thế hệ 4 của Nga, có khả năng cơ động cao và được sơn vật liệu giảm tiết diện phản xạ radar. Tiêm kích được trang bị nhiều thiết bị điện tử hiện đại, trong đó radar mảng pha quét điện tử thụ động PESA-N035 IBIS cho phép bám bắt 30 mục tiêu ở khoảng cách 400 km và khai hỏa tiêu diệt 8 mục tiêu cùng lúc.